xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chủ đạo vẫn là hướng Nam đến Đông Nam, với cường độ không mạnh, cấp 4 đến cấp 5 trở lại. Mưa rông cũng chưa nhiều nên các hoạt động về biển trên khu vực này cũng không gặp trở ngại gì. Trong khi đó, mưa rông đang có xu hướng gia tăng ở các vùng biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, khi rãnh áp thấp có trục 8 đến 10 độ vĩ Bắc tồn tại. Tàu thuyền hoạt động chú ý tầm nhìn xa giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn rông. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Dưới tác động của rãnh áp thấp trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông ở mức rải rác, thời gian mưa rông nhiều trong đêm nay và chiều tối mai. Tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ cần chú ý để đảm bảo an toàn. Không chịu tác động của rãnh mây rông phía Bắc, rãnh mây rông ở phía Nam cũng chưa ảnh hưởng tới. Vì thế, ở khu vực biển từ Quảng Trị trở xuống đến Bình Thuận trong đêm nay và ngày mai, tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt, mưa ít, gió hướng Nam đến Đông Nam cường độ vẫn dừng lại ở mức cấp 4. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Trong khi đó, chịu tác động của rãnh áp thấp và gió Tây Nam có xu hướng mạnh dần. Vùng từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, thời tiết của đêm nay, ngày mai trong 2-3 ngày tới cũng có xu hướng chuyển xấu hơn. Gió Tây Nam cũng mạnh thêm, làm cho mưa rông tăng cả diện và lượng. Tầm nhìn xa thấp và nguy cơ tố lốc gia tăng. Việc đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại vì thế cũng bị ảnh hưởng. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.